sau khi có tin chính thức về vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, nước Anh. Từ Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn, trực tiếp sang Anh để làm việc với nhà chức trách Anh, xử lý các công việc có liên quan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm, ba trong số đó đã tại ngoại và đang giáo giết truy lùng hai nghi can khác liên quan. Hiện công cuộc nhận dạng các nạn nhân ở trong vụ 39 thi thể trong container vẫn đang được tiến hành.